Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu các linh kiện các dịch vụ tại Di động Cao cấp.vn. Hôm nay Di động Cao cấp.vn giới thiệu bạn video thay mới ở phím nguồn, phím tăng giảm âm lượng của điện thoại Samsung Galaxy A7 chính hãng tại Di động Cao cấp.vn. Trên hình các bạn thể thấy đây là trọn bộ linh kiện của Samsung Galaxy A7 mà mình đã mượn được của kỹ thuật viên của Di động Cao cấp.vn. Và mình đã nhờ các bạn ấy bóc sẵn rồi. Đó, các bạn không phải mất thời gian để xem cái công đoạn tháo lắp nó loằng ngoằng phiền phức. Mà các bạn có thể hình dung ngay cơ bản luôn là cái phím nguồn, phím âm lượng của Samsung Galaxy A7 nó ở đâu. Đây là phím nguồn, phím âm lượng của Samsung Galaxy A7. Đây phím nguồn, nó là cáp, là cụm cáp phím nguồn. Phím âm lượng cũng tương tự. Đây là một thiết kế rất là khoa học. Di động cao cấp.vn, kỹ thuật viên của Di động cao cấp.vn sẽ bóc tách toàn bộ cái phần này ra và thay mới cho quý vị các bạn. Đó, hoàn toàn không ảnh hưởng đến các linh kiện khác, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ thay mới phím nguồn, phím tăng giảm âm lượng của Samsung Galaxy A7. Quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi thoại đường dây nóng 04 66 750 99. Kỹ thuật viên của Di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn.